Ở thời điểm mà thị trường bất động sản bùng nổ, rất nhiều sinh viên chọn học các ngành như thiết kế kiến trúc, quy hoạch đô thị, thiết kế nội thất. Nhưng khi các sinh viên sắp ra trường cũng là lúc bất động sản trầm lắng. Các nhà thiết kế hay còn gọi là designer phải đau đầu tự tìm đầu ra cho mình. Trong một dự án thiết kế cho bất động sản, nhà thiết kế hoặc kiến trúc sư nhận được mức lương hàng chục đến hàng trăm triệu đồng. Nhưng có khi rất ít dự án bất động sản được tiến hành thì các nhà thiết kế này như cá mắc cạn. Tại hội thảo nhà thiết kế chuyên nghiệp Anh là ai diễn ra hồi cuối tuần qua, nhiều sinh viên đã thẳng thắn chia sẻ mối quan tâm duy nhất của mình hiện giờ là đầu ra cho chính mình. Có hàng trăm sinh viên ngành kiến trúc ra trường mỗi năm, nhưng chỉ có tối đa 30% số sinh viên này làm theo đúng ngành nghề. Nhất là trong thời điểm thị trường bất động sản trầm lắng, designer trẻ tuổi thường bị từ chối tại các công ty hoặc dự án lớn. Nhiều chuyên gia cho rằng khó mà nói được là có một kênh tạo việc làm hay là một lối đi cụ thể nào cho các designer. Thành công hay không nó còn phụ thuộc rất nhiều yếu tố. Có thể là tôi vẽ rất là đẹp, cái tác phẩm của tôi rất là đẹp, nhưng mà khách hàng người ta không hài lòng thì cũng không được. Hoặc là có khi trong thực tế khi tôi làm nghề, có những cái dự án là tôi rất là tâm đắc, khách hàng cũng rất hài lòng với cái tác phẩm đó, nhưng vì lý do nửa chừng khách hàng nói tôi hết tiền rồi tôi bỏ dự án, là mình cũng sẽ bị hận. Cái chuyện đó là cái chuyện nó còn mang cái yếu tố là may mắn trong đó nữa. Dường như đã đến lúc yếu tố đam mê phải nhường đường cho yêu cầu phải kiếm sống được bằng nghề, dù là đối với một nghề đậm tính nghệ sĩ như thiết kế.